Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ sẽ mang lại cho quý vị những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và thế giới. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai và 10 ngày sắp tới. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 60%. Tin dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ như Tĩnh Gia Thanh Hóa 38,8 độ, Đô Lương Nghệ An 38 độ, Hương Khê Hà Tĩnh 37,8 độ, Nam Đông Thừa Thiên Huế 37 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ trưa phổ biến khoảng 55 đến 65%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 20 giờ đến 48 giờ tới, từ ngày hôm nay tới ngày mai ở Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 60%. Mưa dông diện rộng tại vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đêm qua và sáng nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ, có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay có nơi trên 50mm như Nậm Tâm, Lai Châu 59,4mm, Tân Lập, Hà Giang 282,4mm, Tuyên Nguyên, Hà Giang 245,6mm, Mỹ Phương, Bắc Cạn 138,5mm, Ba Chẽ, Quảng Ninh 74mm, Thủy Điện, Đắk Srom, Gia Lai 85,2mm, Bù Đăng, Bình Phước 85,2mm, Thanh Sơn, Đồng Nai 65,4mm. Dự báo, chiều tối và đêm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày hôm nay đến ngày mai. Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Các khu vực khác, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết đêm mai đến ngày 26 tháng 6, Bắc Bộ từ ngày thứ 2 đến thứ 4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm ngày thứ 3, vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng đêm thứ 4 có khả năng xảy ra mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, từ ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 24 đến 26 tháng 6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 7. Ngày hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 65%. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày thứ tư. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng và chiều tối ở Bắc Bộ và vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và khả năng gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp độ 1 do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn
ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ. Vùng núi có nơi dưới 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ, có nơi dưới 26 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ. Phía Nam 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Kính thưa quý vị, nước về hồ thủy điện ít, EVN dự báo tuần tới vẫn tiết giảm điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự báo trong tuần tới, từ hôm nay đến 24 tháng 6 vẫn tiếp tục thực hiện tiết giảm điện cho đến khi có nước về các hồ thủy điện. EVN vừa có báo cáo cập nhật tình hình cung ứng điện miền Bắc gửi Thủ tướng và Phó Thủ tướng. Đáng chú ý, trong báo cáo, EVN nêu dựa vào thông tin dự báo thời tiết, miền Bắc sẽ giảm nhiệt và duy trì mức 32 đến 33 độ. Từ ngày hôm nay đến 23 tháng 6 có nắng nóng gia tăng ở mức 36 đến 37 độ. Sau ngày 24 tháng 6, nhiệt độ giảm về 33 đến 35 độ. Thời gian tới, nước về các hồ thủy điện vẫn chưa được cải thiện nhiều, chưa có thông tin lũ về các hồ miền Bắc. EVN dự kiến trong tuần tới, từ ngày hôm nay đến 24 tháng 6, mức công suất không đáp ứng được ở miền Bắc khoảng 2.000 đến 2.500 MW và phụ thuộc nhiều vào mức độ nắng nóng cũng như tình hình nước về các hồ chứa thủy điện. Do vậy, vẫn tiếp tục phải thực hiện tiết giảm nhu cầu sử dụng điện cho đến khi có nước về các hồ thủy điện. Về tình hình cung ứng điện, từ ngày 1 đến 15 tháng 6, EVN cho biết việc cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than trên cả nước đã được đảm bảo. Các nhà máy chạy dầu phía Nam đã ngừng không cần phải huy động. Trong khi đó, diễn biến thủy văn những ngày đầu tháng 6 tiếp tục kém. EVN đã thực hiện huy động tối đa các nguồn nhiệt điện miền Bắc tăng cao nhất giới hạn truyền tải từ Trung và Nam ra Bắc. Tuy nhiên, tổng công suất nguồn điện vẫn không đáp ứng được nhu cầu sử dụng tại miền Bắc. Trước tình hình đó, để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, EVN đã thực hiện phân bổ công suất khả năng cho các tổng công ty điện lực. Các cổng tổng công ty điện lực phân bổ cho công ty điện lực tỉnh tuân thủ theo quy định thông tư 34/2011/TT-BCT ngày 7 tháng 9 năm 2011 với mức công suất khả dụng
cho các ngày từ mùng 1 tháng 6 đến ngày mùng 9 tháng 6 là 17.000 MW và từ ngày mùng 10 tháng 6 đến nay đã tăng lên 18.000 MW. Trong ngày từ mùng 9 đến 13 tháng 6, điều kiện thủy văn được cải thiện do có mưa diện rộng trên các lưu vực sông phía Bắc. Đến nay, mực nước từ các hồ cao hơn mực nước chết. Đồng thời, nhiệt độ miền Bắc cũng hạ nhiệt nên trong các ngày 13 đến 15 tháng 6, khu vực thành phố Hà Nội đã không phải thực hiện tiết giảm điện. Đối với khu vực còn lại của miền Bắc thì mức tiết giảm điện đã giảm dần và đến ngày 15 tháng 6 thì công suất tiết giảm trung bình chỉ còn 1.319 MW, chiếm khoảng 5,7% công suất sử dụng. Thông tin mới nhất trong báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp vừa gửi lên Bộ trưởng Bộ Công Thương về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện cho biết, ngoài 4 hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết nêu trên, còn có một số hồ mực nước thấp như Sơn La, Hủa Na, một số thủy điện phát điện cầm chừng với lưu lượng mực nước công suất thấp. Sơn La, Hội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Thác Mơ, Đồng Nai 3. Báo cáo Cục An toàn Môi trường cũng cho biết, ngày hôm qua, lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ tăng nhẹ so với hôm qua. Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cũng tăng nhẹ. Khu vực Đông Nam Bộ, mực nước dao động nhẹ, vẫn ở mực nước thấp. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mực nước các hồ giảm nhẹ nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu quy định của quy trình vận hành. Mực nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước, đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Các nhà máy khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với lưu lượng mực nước công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này và dự báo lượng nước về các hồ thấp nhất trong thời gian tới. Đến đây, bản tin dự báo thời tiết trên kênh 24 giờ xin được phép dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.